chào chú Huyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả và bạn nam sắp ra bên kia. Rồi, ngồi xuống đi con. Chào bạn nam sắp ra rồi ha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Rồi, giới thiệu đi, bạn trai ra rồi đó em. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Và em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới. Dạ, em tên là Quốc Việt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Của em muốn giống không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Chỉ thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bạn nướng. Bạn ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á, thì em cũng có quen một bạn thời sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai. Nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị. Nhưng mà em do em ít xài á, mạng bây giờ, xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai. Đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn dạ. Mê gái đó, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em đã phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tới bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? Dạ không, em đó giờ ít coi phim luôn chị. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đất cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, dễ nói chuyện. Chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Hít đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô đó chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê 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 ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để dạ, anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Dạ. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn.
Con chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn đó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? À, ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, giống 100%. Hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình ạ. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia dạ. Trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng mới... là dạ, dạ bên Tre phát âm sai ạ. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu. Bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà anh. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi, cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À có làm ruộng nổi không? Dạ nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À đi rồi. Qua sông mới tới rồi. Rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em mà, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi chào chị. Dạ em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn việc nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì việc rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ việc thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi mở rào. Rồi nhìn nhau đi hai bạn. Ủa vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn, mình có món quà tặng anh em đi bạn. Anh em đi cho nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì nhưng. Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích nữa nè. Gì vậy? À, có cái đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính,
mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con nôn quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tây tan một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từ anh Hường về quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nếu mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Dạ, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích như em nghe, như em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm. Chuông rồi sao ghế. Ở đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó. Bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn nên cố nên nhìn sao cho đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay là Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh nó đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm. Để... hồi ông bấm không được cho coi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh hằng hết hồn kìa. Em bấm không có ai. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn ai? Dạ hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không cô? Tụi nó xin hôn nhau cô cho không?
Hùng rồi, cậu chưa cho. Ủa Hùng rồi. Rồi đúng rồi. Lo đây là hỏi chị Hùng rồi. Hồi đó giờ Hùng ai chưa? Dạ có. Hùng ai? Dạ Hùng mẹ con. Hùng mẹ, Hùng bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng không? Hùng lại đàng hoàng, Hùng chậm từ vô. Hùng lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hùng từ từ lại. Nắm tay vô. Hùng từ từ, chị nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hùng vô. Hùng từ... Để Nguyên hít vô, hít sâu. Dạ. Là hôn đầu tiên mà. Hít. Đó thấy chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hít thấy thương luôn. Hít thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh đi nha. Dạ không quên anh được. Thì mình nhìn trực tiếp vào camera giúp em nha, tại vì cái cuộc gọi này sẽ được ghi hình lại á anh, để dành để làm tư liệu cho biên tập ghép cặp cho mình sau này á, cho nên là anh đặt điện thoại cố định giúp em cho mình dễ xem ha. Anh Lương Văn Lãm 95, sinh năm 1995 đúng không ạ? Dạ đúng. Ừ, anh giới thiệu sơ lược về mình trước giùm em nha, cũng như là độ tuổi, quê quán về nghề nghiệp của mình á anh. Em 28 tuổi, đang chạy ra bản ứng Hồ Chí Minh. Dạ rồi. Quê ở miền Tây nước tỉnh Cà Mau. Lương Văn Lãm là mình sinh năm bao nhiêu, em nói lại thông tin họ tên tuổi của em luôn nha. Dạ, em tên Lương Văn Lãm, sinh năm 1995. Rồi, ở tiếp đi Trâm. Dạ rồi, anh mình giới thiệu sơ lược về ưu điểm và nhược điểm của mình giúp em ha. Chả biết giới thiệu như thế nào. Ưu điểm là mình có biết nấu ăn hay là gì không anh? Cái đó cũng được tính là ưu điểm của mình rồi á. Nói chung là nấu ăn thì em biết chút đỉnh thôi. Rồi có chơi thể thao hay gì không anh? Chủ động mình giới thiệu giúp em nha. Tại vì sau này khi mà lên chương trình đó thì mình cũng sẽ phải tự tin giao tiếp mới được đó anh. Dạ. Cô chủ động giới thiệu giùm em nha. Em không có chơi thể thao ạ. Công việc của em thì nói chung là em dành toàn thời gian cho công việc nhiều hơn là những cái chơi thể thao. Ví dụ như dành thời gian cho chơi thể thao là cũng có. Mình có thêm ưu điểm gì không anh ha? Dạ không. Rồi phần nhược điểm á thì mình có nhược điểm gì không ạ? Kiểu như là hút thuốc không? Mình có hút thuốc không anh? Dạ có ạ. Cụ hút thuốc là mình nhiều hay ít anh? Một tầm một tuần hay là một ngày thì mình hút khoảng bao nhiêu lần ạ? Em hút ít một ngày tầm 5-6 điếu. Dạ rồi, mình chia sẻ về cái tình trường của mình ha, giùm em ha. Thì cụ thể là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và cái lý do nào mà mình không có tiếp tục cho cái mối tình đó anh? Em trải qua hai mối tình. Thứ nhất thì năm 2017 em có quen cô gái, nói chung là cũng đã kết hôn rồi. Mà có một số vấn đề, tại vì cổ có một số vấn đề là chứng tin với người khác. Cho nên cuối 2019 thì tụi em chia tay. Là mình đã có con chưa em? Dạ chưa. À chưa có con luôn, là ở với nhau 2 năm. Là vì phát hiện là vợ nhắn tin với người khác thôi là em quyết định chia tay luôn vậy đó hả? Dạ cũng phát hiện khoảng 4 lần rồi em mới quyết định ly hôn. Chia tay ly hôn. Coi như là từ đó tới giờ là 3 năm rồi đúng không? Thì dạ. là em có tìm hiểu ai khác không? Dạ cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà cảm thấy không phù hợp cho nên em không có tiến tới. Mà rồi em làm cái công việc nhảy rác này thì thu nhập em có ổn định không? Dạ cũng ổn. Nhiều thì không nhiều nhưng mà trung bình thì tháng tầm khoảng 9 triệu mấy 10 triệu được. Hồi nãy em nói quê em là ở Đồng Tháp hả? Dạ không, em ở cái nước Cà Mau. À ở Cà Mau. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm kiếm mẫu bạn gái như thế nào? Thì
thật lòng là được. Thật lòng đúng không? Thì mấy cái thật lòng này phải tìm hiểu thời gian mới biết người ta có thật lòng hay không. Về tuổi tác, vùng miền hoặc là cùng hoàn cảnh với em, đã từng lập gia đình, có con này kia thì được không? Dạ được. Rồi tuổi tác, vùng miền thì sao em? Dạ mấy cái đó không quan trọng đâu ạ. Không quan trọng luôn, là bằng tuổi lớn tuổi hơn em à, rồi là vùng miền Bắc, Trung, Nam, ở ngoài Bắc gì vẫn được luôn hả? Dạ vâng ạ, nhưng mà lên tới hơn 1-2 tuổi thôi, chứ chừng lớn hơn nhiều mình. Rồi, còn bạn gái mà đang ở làm việc ở ngoài Bắc thì cũng được luôn. Dạ vâng ạ. Là em có thể yêu xa được đúng không? Dạ. Có thể yêu xa được, rồi còn yêu cầu gì đặc biệt về tính cách của cô gái để phù hợp với em nữa không? Như thôi vui vẻ hòa đồng một xíu là được. Vui vẻ hòa đồng, ok. À, em có tài lẻ gì không Lãm? Em cũng không biết. Em biết rap. Biết rap hả? Dạ. À, rồi đọc thử chị mấy câu rap coi nè. Đọc luôn bây giờ. Đúng rồi, đọc luôn mấy câu thôi. Tại vì em cũng không có nhớ bài nên em nghe. Hỏi cái bài nhớ không đó. Dạ. Chị biết sao ạ? Nhớ câu nào đọc câu đó cũng được, hỏi cần nhớ tên bài. Dạ. Lại là anh một thằng tự kỷ, vẫn giữ thói quen như ngày đầu, vẫn chỉ một mình đứng nơi ban công như người con gái nơi này đâu. Biết rằng em đã buông tay rời xa, nhưng sao anh vẫn chọn con tim cho người từng thương ở nơi quá khứ, những gì đã mất rồi còn tìm. Em nhớ được một vài câu đó. Rồi ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái bữa đầu để mình tập làm quen thôi. Nhưng mà lần sau nếu mà có biên tập trao đổi nội dung thì mình phải trao đổi tự tin chủ động hơn như chị nha. Đặc biệt là nếu mà có người phù hợp lên sân khấu á thì là mình phải chủ động hơn nữa nha, chứ còn nhát quá là không được. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. Ừ, ok rồi, có gì đợi thông tin từ chương trình nha Lãm. Dạ vâng ạ. Em thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ. Minh Thọ, chị Tuyết Nhung là biên tập của chương trình và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ tham gia phỏng vấn mình nha. À, mình đặt điện thoại xích xuống một xíu giúp em nha, để thấy nửa con người trên của mình á. Dạ rồi, ok. Dạ rồi. Mình giới thiệu họ tên cũng như là nghề nghiệp và cái địa chỉ hiện tại của mình giùm em nha. Dạ, em là Lê Văn Minh Trí. Xin hiện tại em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ rồi. Anh Trí, mình làm nhân viên văn phòng cụ thể là ở trong cái lĩnh vực nào cũng như là công ty nào anh ha? Dạ em làm bên bộ phận văn hóa nghiệp vụ của công ty xăng dầu Đồng Nai. Công ty gì ạ? Mình nói lại giúp em nhé. Công ty xăng dầu Đồng Nai. À dạ rồi, công ty xăng dầu đúng không ạ? Dạ rồi, mình chia sẻ giúp em một xíu về cái ưu điểm cũng như là cái nhược điểm của mình ha. Dạ. Ưu điểm trước tiên thì về ưu điểm thì em hòa đồng với mọi người và chịu khó học hỏi, nhiệt tình về công việc hoặc là về công việc. Còn khuyết điểm là đôi lúc thì cũng ngại giao tiếp và cũng không để cho đám đông, và đặc biệt là em không rượu bia được. Dạ rồi, không rượu bia, vậy mình có hút thuốc không ạ? Em không biết thuốc gì. Dạ rồi. Dạ, mình chia sẻ với em một xíu nữa về cái tình trường của mình ha. Cụ thể là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình và tại sao mình không tiếp tục với cái mối tình đó anh? Nếu mà nói về trường thì hiện tại thì chưa có gì. Là mình chưa có từng quen chính thức một ai hết hay sao ạ? Dạ, nếu mà trường thì chưa. Còn nếu mà đơn giản
tức là chỉ là đơn phương thôi, nhưng mà đơn phương này không có gì cả. Là mình chỉ có đơn phương thôi chứ là chưa chính thức tìm hiểu với bạn nữ nào hết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ồ, em thấy là anh cũng làm trong một cái môi trường mà tiếp xúc được khá là nhiều người á, thì không biết là lý do nào mà đến bây giờ là mình vẫn chưa tìm được cái người bạn nữ mà mình mong muốn anh ha? Nếu mà về môi trường thì đặc biệt thì đa số là những người mà các chị toàn gặp, mình gặp những người lớn tuổi với lại cũng đã có gia đình rồi, và thứ hai nữa là cũng mình đi ra ngoài với bạn bè, nếu mà có thì cũng chỉ nói chuyện xã giao bình thường thôi. Vậy hồi đó giờ là mình đơn phương bạn nữ, mình cũng chưa từng tỏ tình với bạn nữ nào hết ha anh? Là do mình ngại hay sao anh? Không phải là do ngại, nhưng mà chỉ là đơn phương bình thường thôi. Dạ rồi. Thì về mẫu hình lý tưởng của mình á, thì mình dễ dàng bị thu hút bởi những cái cô gái như thế nào anh ha? Nếu mà mẫu hình thì đầu tiên là những bạn nữ lễ phép, biết giúp lễ phép với mọi người và biết dẫn, chỉ như đó là lễ phép với mọi người và hòa đồng. Về cái ngoại hình thì sao anh ha? Có cái yêu cầu đặc biệt nào về ngoại hình không ạ? Ngoại hình thì cũng tương đối với chị, không có cao. Mình phải nêu cụ thể giùm em ha, tại vì nêu cụ thể đó, thì chương trình sẽ dễ tìm cái bạn nữ phù hợp với cái mong muốn của mình hơn á. Tại vì hiện tại là cái thông tin của mình nó hơi bị chung chung á, cho nên là cũng sẽ khó cho chương trình để tìm được cái bạn nữ phù hợp với mình á. Thì cụ thể hơn giúp em là bạn nữ khoảng cao 1m bao nhiêu, rồi ở miền vùng miền nào, rồi nghề nghiệp gì, cụ thể hơn một xíu giúp em ha. Dạ, bạn nữ thì cao từ 1m6, khoảng tầm 1m6 là được ạ. Còn nghề nghiệp thì cũng đi làm, cũng làm văn phòng bình thường, và nếu mà được ở gần cách như là Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tốt mà. Còn ngoại hình thì nói chung cân nặng cũng tương đối, cũng trung bình là chứ không có cao. Vậy thì mình có cái tài lẻ nào để thể hiện khi mà mình đến tham gia chương trình không anh ha? Nếu mà tài lẻ thì không có chị. Mình có hát hay là chơi nhạc cụ đúng không ạ? Dạ, em không có hát được. Không hát, đó giờ là đi karaoke là chỉ nghe bạn hát thôi chứ cũng không có hát gì luôn anh? Hát vui vui, hát giải trí cũng không luôn? Dạ không ạ. Ồ, dạ rồi. Hồi nãy á, em có thấy anh chia sẻ là mình làm nhân viên văn phòng á, vậy thì cái thu nhập của mình có ổn định không anh ha? Tầm khoảng bao nhiêu anh ha? Dạ, thu nhập cũng mặt chung là khoảng tầm 8 triệu, 8 triệu tới dưới 10 triệu, nếu mà tính thưởng luôn ạ. Còn tùy thưởng theo từng năm, nhưng mà bình quân là dưới 10 triệu ạ. Ok, dưới hai em sinh năm bao nhiêu á? Dạ, em sinh năm 1995 ạ. À, 95 là quê của em ở Đồng Nai luôn đúng không? Dạ, em sinh ở Đồng Nai nhưng mà quê em quán thì ở Bình Trị ạ. Thôi mình cứ nói nơi mình sinh ra thôi. Nếu mà bạn gái em yêu á, là bằng tuổi em hoặc lớn tuổi hơn em thì chỉ nói đúng là kiểu nào? Nếu mà lớn tuổi thì cũng được, nhưng mà lớn khoảng chừng 1-2 tuổi thì được là chị. Chừng 2 tuổi, 2-3 tuổi thì không sao. Ok, nói chung là đây là lần đầu mình chia sẻ thôi, lần sau mình cố gắng tự tin hơn cho chị ha, mặt tươi cười vui vẻ nhiều cho chị nè. Dạ. Rồi cái gì em đợi thông tin về chương trình, nếu có cô gái cũng còn biết cho em ha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, anh bấm nút đỏ mình thoát khỏi cuộc gọi giúp em ha. Cảm ơn anh ạ. Chương trình sẽ gửi cho mình cái thông báo cụ thể qua Zalo hoặc là mail sau nha anh. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Nguyễn Văn Hoàng, 83. Trời thương.